Xin chào các bạn. Tám đang đứng trước cửa nhà của bà ngoại. Chờ bà ngoại ra, chở bà ngoại đi đâu với ông các bạn? Đi lên mộ của ba. Lần này là lần thứ ba rồi. Không biết người ta có cho mình làm không? Không biết người ta có cắt cỏ xong chưa? Lần mà lần thứ ba, nếu mà thấy chưa được, không có làm được thì thôi, Tám sẽ đi một mình. Tám không có chở bà ngoại đi nữa. Đi vô trong nhà, Tấm nói chuyện để Tấm kêu má ra đi á, mà Tấm không có quay ra đây. Giờ Tấm ra xe trước nè, Tấm mới bấm máy quay nè. Cái vừa bước vô nhà cái xong cái chị Hương mở cửa ra, chị Hương nói trời, mới nói xấu con thơ nó xuất hiện liền. Đây, nó xấu cái gì, dám nói xấu con hả? Má cười quá trời luôn. Xong rồi má hỏi phở ngon không, phở ăn ngon không? Nó ngon, ngon quá trời ngon luôn. Mà cái mặt má nhăn vậy, má nấu má ăn không được, má ăn nổi. Cái chị Hương nói ai nấu ăn cũng nổi á. Chứ nó ồ, để bên nào còn nấu không khỏi ăn. Má cười quá trời. Má lên đây. Chị Hương có cái đồ nón với cái đồ khẩu trang giống ở Việt Nam y chang à. Rồi Tấm nói Tấm lấy cái bao tay Tấm đeo mà. Rồi xịt đeo. Bữa đấy con xịt. Ủa sao nó quấn cái bụng kia vậy? Đã coi được lưng. Đau lưng. Ủa? Đau lưng hả? Ừ. Trời ơi, đau nào? Đau bữa giờ chứ mà làm biển đeo. Mi nó mua trên mạng đi chứ. Cái ông massage ông nói đau lưng phải đeo. Đeo cho nó đỡ cái lưng lên, nó đỡ không đau. Đầu gối cũng đeo mà má làm biển đeo. Ô trời đất ơi. À cái cục đầu gối làm bữa gì. Ừ. Ủa vậy phở má nấu má không ăn luôn hả má? Có ăn cái to chút xíu. Nè dạ, má lấy cái miếng xong nó má vắn kia cho nó đừng nó bị nát. Đi ra đi không về nha. Đây là lần thứ ba á nha. lần thứ ba bất quá tam má. Ừ. Má nói ba đi. Lần này anh cho ra làm đàng hoàng với anh nha. Anh đừng cho lên thiên đàng rồi anh loài. Anh đừng cho Huệ về nữa nha. Đừng anh nó cho tôi leo cây nữa nha. Nắng lắm á anh. Mình lên thiên đàng thỉnh thoảng mình về thăm lại được không ta? Được chứ, mình xin. Xin hả? Ăn thua cái đức của mình á. À. Thì mình xin được. Mình xin Chúa, mình xin Đức Mẹ này kia đó. Về thăm bà con. Nhưng mà nhiều lúc ở trên đó sung sướng mà ơi, không muốn về. Không nhớ mình đâu. Không có muốn về đây nữa đâu. À, có thể là phù hộ cho mình thì ok. Ừ. Xin không có nhớ tới mình đâu. Sướng đâu mà không nhớ tới người nhà đâu. Má làm giống nãy con chị má. Quay qua má. Con với ông Quang nãy ăn hết hai tô phở luôn má. Ừ. Ăn đã luôn. Chắc ăn hợp chất nữa. Ừ. Súp ăn muối làm cũng ngon ghê. Ý đem về cho bà ngoại súp mai ngoại ăn nữa chị Hương. Thôi để cho anh Quang ăn. Quang ăn sáng rồi. Với làm ba chứ con lại nấu nhiều lắm. Cho má một chén thôi. Cũng được. Một chén thôi chị Hương. Ừ, chút nữa em về. Sáng má ngủ được không? Ngủ được. Con thấy má ngủ coi con đi về đó má. Ừ. Lúc em về con còn ngủ. Về em người chén ngựa nhàng mà thầm cô em làm dám vô lâu rồi bà ngủ là dám lâu. Ngủ về đã hả má? Ngủ đã. Con cũng mơ ước sao cho con ở không ngủ má.
ăn chậm ngủ được hay không nha. Được chứ, trời ơi, em nằm má làm ngủ liền luôn á. Tại nhiều lúc trong đầu của mình nó đủ chuyện á, mình mới không ngủ được. Mình nằm cái mình chết một cái gì, giờ chưa làm cái này, chưa làm cái kia, cái mình phải ngồi vậy mình làm. Có khi má nằm má coi tin tức, con nằm kế má ngủ luôn á, nhớ không? Ngủ luôn á, ngủ được một xúc một chút cũng đỡ lắm. Má cũng nghe ào ào rứa mà cũng ngủ à. Ngủ dậy thấy con tin tức á. Xong bật lại coi tiếp hả? Bật coi lại hả má? Chứ ngủ nghe gì đâu. Nhờ vậy người ta có view thêm. Chứ nhiều lúc người ta nghe có một lần người ta nghe rồi thôi, người ta đâu nghe nữa mà ha. Má nóng không? Nóng ha. Nóng. Má nóng ấy cái máy lạnh cho nó vô người má đi. Bữa nay má ăn cơm gì? Ăn miếng. Ăn miếng hả? Miếng gà. Ăn chút xíu ha. Gà. Nước ở trong cái nồi á. Gà. Cái xương á. Chân cặn nè, xương gà trong đó. Cái hầm lên cho sôi, cái vớt xương đó ăn. Ăn xương xong rồi còn chút nước mở miếng vô ăn. Trời. Dễ ăn ghê. À thì con Hương nó lấy giá nó mở xuống dưới rồi nó nấu đồ bỏ trên ăn. Em ăn miếng cái nước gà đó như giá. Tối nay con gì nó cho đồ ăn Hương kìa. An. Con làm An nó làm bên cái nhà con Hương làm á. Khen bà già nội. Cho nên làm nhiều tiền. Với lại chị Hương chị đâu nó ngủ đêm đồ. Được đâu. Đêm nghỉ đó. Nó cho nên nấu... chị Hương mới nghỉ đó. Nó nấu đồ ăn. Ờ đúng rồi chị nhà. Hương. Có người nhắn tin cho em á, nói là nhờ chị Hương có người nào giúp người già không, giới thiệu giùm cho người ta. Cũng ở gần đây nè chị Hương. Chị Hương có ai không mày giới thiệu giùm. Ngày ăn đêm không hả? Không biết nữa. Để em cho số để lát em rảnh chị. Không hỏi chị Liên là mày chào chào. Không hỏi có người ta em cần người như thế nào. Chứ mình cũng đâu biết, tự nhiên người ta nhờ. Gần. Cũng gần đây rồi má. Cũng nghe nói là chăm sóc người già mà em không biết chăm sóc cỡ kiểu gì. Tại vì cũng nhiều kiểu lắm á. Nhiều kiểu lắm. Nhiều kiểu nấu ăn hay là nuôi chăm mình chủ đái rồi đó. Đúng rồi. Đấm rửa nhiều kiểu tùy, lắm. Thì 10 người rồi hết 9 người khác nhau rồi. Nhiều kiểu lắm. Còn nấu ăn, người đâu cần nấu ăn đâu, hoặc cần chăm người già. Có người không cần nấu ăn, có người cần giống như ngủ, người cần ở bên cạnh 24/24, cần làm gì hết, ngồi chơi với nhau thôi, ngồi chơi, đó, đủ nhiều kiểu. Có nhiều nhà kêu dừ ông khùng 3-4 ngàn đó. Vậy. Hương nó không dám, xa lắm. Trời ơi khùng sao dữ ta. Tiền cao không chạy giờ. Nhưng mà giữ sao quá. Chị Hương? Giữ như thế nào? Cũng gì dòm nha. Ngồi người ta tắm rửa người ta cho người ta. Ủa, người ta khùng nhưng mà người ta đâu quậy đúng không? Có người quậy người không. Quậy sao làm? Bởi vậy nhiều người đâu dám nhận. Bởi vì mấy tiền cao ha. Tiền cao, bởi vì tiền cao. Người nào mà có chịu 4 khó. 4 ngàn ta ít nhất 3 rưỡi 4 ngàn tùy theo mình. Chịu khó thì làm có tiền ha. Tiền đàn ông mày được. Đừng sợ nó đánh luôn vậy, đánh mình chị. Ờ đánh sao ha. Wow. Đàn ông thì được má. Đàn ông thì đánh nó sợ, nó không dám đánh. Chứ con gái đàn bà nó dám đánh. Ví dụ như chăm ông khùng thì phải là người đàn ông mới được. Ủa tại sao khùng là bị gì, thần kinh hả? Thần kinh á. Sao mình không vô đem vô bệnh viện á, người ta nhiều người không đưa vô. Người ta thương hả? Thương. Ta không muốn đưa nặng nữa. Muốn đưa người ta chăm sóc không kỹ, để ở nhà người ta chăm sóc. Nhưng mà nếu mà thật sự để nhà mà mình tự chăm sóc cho người thân của mình thì ok, chứ đừng có muốn người. Đúng không? Nếu mà đã thương để nhà là mình phải tự chăm sóc. Chứ mướn cũng như không. Mướn chẳng là mình đưa lên vô cái gì đó mình bỏ tiền rồi mình hướng vô cái trung tâm đó, người ta coi chừng ông tới chở cái bà kia này. Em thấy ôi mà bị tâm thần nha,
nhưng mà bà mướn người với bà không đưa vô mà bà cũng không nuôi nổi mà bà mướn người. Mướn người khác làm. Mướn người được nữa, người khác làm ăn lương đó. Nhưng mà bà lui tới được, bà nấu nướng bà nấu cho con bà ăn được. Bà ngon hơn người làm được, nhưng mà người làm ăn tiền thì tiết chính phủ. Còn vô nằm tâm thần á, họ không có quyền coi ngó con mình được. Không có điều kiện gần gũi được, chị biết không? Đúng rồi, đúng như là đi làm mà về cũng phải cái thấy mặt này kia. Thấy mặt, coi ngó, ăn uống, chăm sóc và bạn lý người làm nữa. Còn người, người làm thì để canh khi nào mình đi làm thôi. Canh khi nào mình làm thôi. Trời ơi, có cái chị mà gia đình thánh gia á. Gia đình thánh giá. Trời ơi, nhà chị hả? Con của chị cũng nằm một chỗ. Rồi mẹ hay là cha gì á cũng nằm một chỗ. Rồi ông chồng, bây giờ chồng chị tự nhiên cũng bị tai nạn xong giờ cũng bị handicap luôn. Là coi như một mình chỉ là lo ba người handicap trong sao lo nổi. Thôi vậy mà cũng lo đó. Là con chỉ là lúc sanh ra tới lúc mà bây giờ là biết bao nhiêu mấy chục năm mà vẫn nằm một chỗ mà chị vẫn lo đó. Rồi mẹ nữa, rồi bây giờ tới chồng. Nó chỉ tội nghiệp dữ lắm. Chị nói chị rất là như là chị cũng như là cũng buồn, nhưng mà chị coi cái kênh của con á. Chị đỡ stress. Cho nên ngày nào chị cũng coi cái kênh của con đó. Trời ơi, vẫn còn. Hồi nãy cái điện thoại tám để trên thầy quay nè. Nóng quá luôn, nó tự nó tắt luôn. Thôi bây giờ đi xuống thử coi. Cũng chưa luôn á, còn nguyên si luôn á. Kỳ ghê. Chưa cắt rồi. Cỏ nữa. Cái ý cỏ. Hình như cắt rồi đó. Rồi. Cắt cỏ rồi má ơi, nhưng mà bông vẫn còn để nè. Ồ, cắt cỏ rồi. Cắt rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao? Người ta ghi cái bản lên không có được. Nó không cho mẹ mãi nữa. Rồi bây giờ mình làm sao? Giờ mình găm mấy cái chông chống lên thôi ha. Bây giờ mình để chông chống thôi má ha. Mình cắm chông chống cho ba dâu cho vui ba đi. Che dù cho má đi. Chị Hương đứng quay cho em che dù cho má. Thôi. Che dù cho ai cho chị. Con không, con có dù rồi. Má có nón nè. Má ngồi xuống đi. Rồi má muốn con cắm ở đâu? Cắm đâu được hết á. Nè. Hai cái này cắm đây đúng không? Cái này cắm ở đâu? Tại ngồi phút gió chuyển lên đúng không ha, đứng lại nha chị nha. Chị ngồi phút gió nói rồi. Trời ơi, quay quá trời luôn á. Rồi cái này ở đâu? Đối diện cái sân trong mẹ. Hai bên kia ha.
trời luôn á. Ừ. Ba nóng quá cho nên quạt cho không mát. Ba nóng quá cho nên quạt cho không mát kìa. Má nói kìa. Rồi giờ thắp nhang cho ba nha. Biết nãy giờ chị Hương quay được không ta? Rồi giờ thắp nhang cho ba. Ừ. Hay quá, đốt đèn được rồi. Đốt nhang được rồi. Bỏ vô cái bao mẹ mẹ chị Hương. Bao bên kia coi. Đó, má nói gì với ba đi. Hôm nay ba cũng không cho má được, ba cho má lại cô Ray rồi đó. Ba cho má cắm chống chống rồi đó. Rồi má thắp nhang ăn cho hàng xóm đi. Thắp cho ba nhang nha. Rồi má con tới, má con tới đọc kinh má. Đi. Má ngồi ghế đi. Rồi, ok, mình đọc kinh nha má. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Rồi má nói gì với ba đi. Ngày hôm nay là ngày thứ ba đó anh ơi, lên đây mà người ta không cho làm hàng rào đó, không dám làm hàng rào. Người ta phạt. Cho nên là mấy cái trống trống cho anh chơi được rồi. Mấy trống trống cho anh chơi ha. Trời nóng quá làm mấy cái này cho nó mát cho anh. Đừng có buồn nha. Sắp đến ngày Father Day rồi đó. Bữa nào là ngày ngày Father Day mình ra đây mình chơi với ba má ha. Mình mua cái gì ba ăn đem lại cho ba ăn. Mua ốc len xào dừa. Ốc len. Ốc len xào dừa. Rồi gì nữa ta? Mít. Mít rồi da gà, da heo. Rồi phao câu. Đầu gà. Đầu gà. Mấy cái gì mà ba thích mà không cho ba ăn được á, đem hết ra cho ba. Ôi, cô về đây. Đi mua ốc, đi nhập thịt giữa anh. Đi đây anh. Cái gì? Cất. Vậy hả? Trời quá. Má đâu có cấm mà ăn đâu. Má đâu có cấm ba ăn. Bệnh đâu bệnh nhất cô không cho ăn lại vô đâu nhất. Sợ bị đau. Nhưng mà ông tìm quá ăn ổ cho nên sợ cô la. Cái đạn lén. Tại bác sĩ nước kia kia hải sản á. Cho người ta mua đâu mà cái chấm chấm bự quá ha. Chắc người ta làm ra quá, tới coi thử. Dạ. Má muốn không bữa nào đi kiếm mua cho, bên kia con chống bự quá trời nè. Bông giả không à má? Chấm này chắc người ta đâu mà. Ừ, để bữa nào con đi kiếm thử thôi. Bự quá trời luôn. Ta làm mấy cái đèn thôi. Ừ. Tối nó sáng. Bên kia người ta cũng làm quá trời kìa, bông giả kìa má. Chống bự mà ha.
ở đây gần đường đi luôn nè má. Là một mộ của người ta nữa đó má. Ai này hai mộ gần nhau nè. Cái mộ này là khác nữa. Cái này khác nữa. Còn cái này là kế bên. À, cái kế bên thôi. Cái này chưa có bia giống ba nè. Cái này thì có rồi. Chắc cũng người thăm sát nhau rồi chị. Đi dài luôn. Mà chắc chị hai chồng của con không? Ừ. Nhiều khi chưa chết, chúng ta để trước kìa. Không, cái này chết rồi, có tên rồi má. Có tên, có hình luôn kìa. Chết rồi. Chết rồi, mới được. Chừng nào mà chưa chết là chưa có hình. Chưa có hình. Chưa có tên. Khi nào cho người chưa người... có ngày, còn cái này có ngày hết trơn rồi kìa. Khi nào người có ngày hai... chết hết rồi kìa má. Khi nào người thứ hai á thì mình làm thay cái bia làm bia khác. Qua coi Đức Mẹ kìa má. Chỗ nào Đức Mẹ nằm mát quá má ha. Mát quá trời luôn. Chưa? Bữa nay mới tới gần để coi á, cái bữa nay mấy bữa trước đứng xa xa dòm ha. Chào mẹ. Thôi đi về. Thôi đi về. Nên người ta làm hàng rào luôn kìa. Ta làm quá trời mà nó. Này ta mới làm nhưng mà văn liền nó ngồi tao chơi luôn rồi má. Rồi, về tới nhà ba rồi. Hương, ấy cái ghế đi chưa? Sắp cái ghế. Rồi, má nói gì với ba về đi má. Về nha anh. Tạm biệt anh. Tạm biệt ông, đi về. Chào ba, con về. Rảnh thì con ra tiếp. Bữa nào đi ốc đen xào dừa qua. Giờ ông nhậu. Đem chi bia nữa. Đem bia nữa. Sống là sống, không có ai. Má nói đem chi bia nữa hả? Má nói sống không cho ăn uống giờ. Rồi bỏ vô ghế vô đây. Má vô xe ngồi đi.
chăm chút cái mộ nó thương ha. À. Vậy tội là người cái người ở lại á. Người đi thì sướng không biết gì hết trơn ha. Đi rồi đâu biết gì nữa đâu. À. Hồi nó tự nhiên mấy cái năm nó mới về cái ta kêu bốc mồ, cái bốc mồ cho bà ngoại đi thiêu cho ông bỏ vô nhà thờ đấy chứ không thôi. Giờ yếu rồi cho ông đi nội. Vậy cái gì làm trước đừng có chờ ngày mai. Đừng có chờ bữa nào. Bữa đó có thanh không đưa mấy đứa về cái phù lam. Xin Chúa thánh thần kinh nó không cười má, cười hoài Chúa la nó. Tích cười mới cười với đâu, tự nhiên nó cười cười đâu vậy. Thì hôm hướng nghe cái bà kia bà nói bà coi cái clip bà thì thơ post ngoài cười á, cái bà coi bà cười quá trời, cái ông chồng nói chắc bà này bị gì. Bà ngồi bà cũng cười lâu, thiệt là lâu vậy, có 5 phút thôi mà cười, cười lớn lắm, cười coi như thoải mái. Cái má ông ta cười mới cười đâu. Cái mấy bà kia nói hai người cười đi nghe thì khỏi động. Cái im quá, ăn đủ phở hả chị Hương? Mấy bà đó đâu ai ăn đâu, xong bỏ chạy đó, không ai ăn. Ủa vậy hả? Ừ. Không ai chịu ăn kiếm. Hả? Mình chỉ kiếm với thịt xào thì sao? Đúng rồi, mình chỉ kiếm sao. Cô đâu ăn, em đâu ăn. Nó kêu than hả cô? Ừ. Mà sao mình chỉ theo bớt giờ? Thứ bảy là 12 giờ đi á nha má. Ừ. Ngày mai rồi ha. Đúng rồi, ngày mai đó. Đó. Là 12 giờ chị Khanh qua chở mình đi á. Đi đâu? Đi cái két ra trường. Ừ, mấy gì? Ủa 12 giờ rồi đấy à? 12 giờ đi chở ta. Thôi đi trễ. 12 giờ trưa. Ừ. Cơm cho nên ăn cơm xong rồi mới đi. Chịu ăn không? Chịu ăn chứ. Chịu ăn hả? Chứ đi chút về mà đâu có, đâu có đi đâu nữa đâu. Sao không phải sao? Đi khoảng nửa tiếng. À. Nó mặc cái gì mà nó mát mát nha. Ừ. Trưa nóng lắm á. Đừng mặc đồ nóng nha. Nóng chịu không nổi đâu đó. Mặc cái áo nào mát mát á, bữa con mua cho má cái áo nào mát mát á. Đem theo có lạnh phòng hờ thôi chứ không cần mặc. À. Bữa trưa nó nóng lắm. Bữa trưa nóng lắm. Rồi. Về tới nhà. Về tới nhà rồi. Má ra đi. Trên đường đi mà không có dám quay thì để cái điện thoại trên cái đó, nó nóng tự nó tắt luôn. Rồi mở cửa rồi, vô nhà má. Đêm hôm nay ban giám khảo của chúng ta rất thân thiện, nên các thí sinh đừng có run các bạn nhé. Các bạn cứ thoải mái lên đây hát, bởi vì ban giám khảo sẽ không có khó như anh Lê Quang hay là khó như chị Ngọc Anh đâu. Ban giám khảo rất là cũng khen hết trơn á.
Và có một điều đặc biệt là mỗi lần mà Chí mời ban giám khảo nhận xét là ba anh chị nhìn nhau không ai dám cầm micro á. Xin mời thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Lệ Thi với bài hát dự thi vết thương cuối cùng của nhạc sĩ Duyên An. Xin chào mọi người, mình tên là Lệ Thi, đến từ Riverside. Hôm nay mình xin dự thi nhạc phẩm được mang tên Vết thương cuối cùng, sáng tác Duyên Châu. Dạ, tên Lệ Thi, em xin mến chào chị Phương Loan, anh Quốc Sĩ, chị Trì Duy. Dạ, xin mến chào toàn thể quý anh chị đang ngồi trong khán phòng và toàn thể quý vị khán giả đang coi livestream trên kênh iTunes TV. Dạ, em xin mến chào mọi người có sức khỏe bình an. Dạ. Rồi, thì thầy đó mà. Mặc đồ đẹp quá. Mặc đồ đẹp ha. Đồ màu đen quá. Hai không mà? Hai. Hai à? Nó đâu rung nào. Sao má biết không rung? Sao má biết không rung? Tự nhiên. Thấy tự nhiên à? Không rung à? Sao má hay vậy? Sao má biết không rung hay vậy? Trời ơi, sao má đem ra đây mắc câu ấy vậy? Trời ơi, con nằm đó con nghe mắc câu ấy con ngủ luôn chứ. Thấy con ngủ mà em đi. Ồn, con mới ngủ đó. Và bây giờ ban giám khảo đang rất là căng thẳng để chọn ra những thí sinh cho đêm hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ ăn rồi hả? Mấy ăn chiều hả? Ăn chiều xong mình đi bò. Bên cạnh đó thì ban giám khảo sẽ chọn thêm một vài bạn nữa. Thôi, năm mấy hả? Không phải là con đi về nha. Kế tiếp người giải nhất. Nhưng ban giám khảo có thể thấy ở các bạn một điều gì đó đặc biệt. Ban giám khảo có thể huấn luyện thêm cho các bạn vào trong thì ban giám khảo sẽ chọn. Chắc khó, chắc năm nói. Bây giờ ban giám khảo đang rất là căng thẳng. Thưa quý vị. Chị Hương cho gì ăn nấy à, con đâu biết đâu. Mới hỏi con như không à. Chị Hương cho gì ăn nấy à. Được cảm ơn đến các anh kỹ thuật đến từ VDG đã cho chúng ta có một buổi livestream ngày hôm nay rất là trọn vẹn. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Trời ăn gì ăn súp mà ăn với miếng hả? Cảm ơn luôn tất cả những bảo trợ của chương trình đã đồng hành cùng với chúng tôi. Muốn hát một bài để tặng cho quý vị nhưng mà anh đánh đàn đi mất tiêu rồi. Đi nha má. À. Về nha. Đêm hôm nay thì theo chị biết là okay. Rất là bận. Má đi bộ là chị Hương qua em đúng không? Thí sinh nam và một thí sinh